Hôm nay bọn tôi là Di vận chuyển đến trung tâm thương mại để chơi cơ ông ạ. Ôi, lên đây. Ôi, lên thật luôn ạ. Ôi, thôi 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 Anh em mình tạo điều kiện cho anh em làm việc tiêu kiếm tiền. Còn tôi đang vừa đi đến đây, đi vòng thôi, lượn nó, lượn phượn cho nó, xem biết được là trung tâm thương mại nó như thế nào. Anh đi vệ sinh đi. Đây cũng có HM này, có vào lượn thì HM không anh? Được. Đi, em xem có cái quần nào em mua quần đùi cả. Anh ơi, vào lượn đấy tí. Vâng. Thôi rồi, bà chắc để anh đi vệ sinh nhé. Thế ok ok. Đồ hàng lưu niệm tại Campuchia. 19 đô. 19 đô một con. Thế anh em mua 2 con. Bao mất? Con này là official đấy. 10 đô la. Một con có điểm. 10 đô la là 200 mấy đúng không? Con cho 23. Giá hợp lý. Thế thôi. Hả? Nếu mà anh mua cái khăn này cũng đẹp này, cũng là khăn khăn bụng khăn SEA Games này. Bao tiền cái này rồi? Khăn này hai bao nhiêu? 10 đô, 230. 10 đô, 230. Còn linh vật thì cũng được. Đây, cốc cũng được. Sơn về anh mua đây nữa. Đây. Linh vật này là khoảng tầm bao nhiêu? Là 19 đô à? Béo. 19 đô. Hai con. Đây là mũ. Anh không mua. Anh không mua đâu. Chỉ có mũ cho mũi. Thạch Thảo với cả Trung Điển thôi. Đây. Cho hai con thôi. Anh Tech có mua gì không? Cho hai con mà hai thứ khác nhau đấy. Chưa mua. Ok, we want to get two of this and one of this. Thôi, khăn buồn béo. Vật và một cái khăn. Đấy, tổng cộng bao nhiêu? Một người trả thôi, trong tí về tính tiền riêng. Thế là anh giả Giang Béo à? Vâng. Anh giả bằng tiền riêng cho Giang Béo. Một cái này bao nhiêu riêng thì trả anh trả cho. Cái này 77,9 riêng. 77,9 riêng. 77,9 riêng là bao nhiêu rồi? 78 đi. Ừ, 78. 78.000 riêng. 70. Cho Giang Béo thêm một đô. Tức là bình tĩnh thêm lúc chia tiền này. 74. Lợ Giang Béo 4. Vâng, em xin ạ. 4. Đây là gì? Anh em hôm nay bọn tôi đi chung tôi thương mại của tôi mặc áo cờ đỏ sao vàng. Hôm nay có một bạn cổ động viên nhận ra anh lúc anh đi vệ sinh có một bạn cổ động viên nhận ra người Việt Nam luôn. Hỏi là anh biết chung mua vé đâu không? Được hỏi em. Anh hỏi em. Thế bây giờ anh làm đéo em 12.000 tiền Việt. Thôi thôi. Thôi em ăn luôn. Ăn luôn rồi. Sau khi đi một vòng thì tôi thấy là cái trung tâm thương mại Aeon này nó cũng giống với cả Aeon ở Việt Nam không các ông ạ? Cũng nhiều hàng, nhiều hóa và nhiều shop linh tinh. Nói chung là nó cũng hẹt thôi, đi hẹt thôi. Vậy bọn tôi sẽ đi lên tầng. Hình như trên cao là có đồ ăn, trên cao bắt đầu có đồ ăn. Nhưng mà anh em đã ăn làm gì là sớm nhỉ? Đi lượn thượn tí cho nó. Anh thấy trung tâm thương mại này như nào? Anh có giống Việt Nam phết nhỉ? Anh nghĩ là chắc không bằng Việt Nam được. Không bằng Việt Nam đúng không? Việt Nam tôi mãi đỉnh luôn. Không bằng Royal City luôn, không bằng Aeon luôn. Không bằng Aeon Mall ở Long Biên các ông ạ. Chúng nhất về nó về cái lượng người thôi, Việt Nam tôi vắng thật đông. Mà hôm nay 30 tháng 4 nhá các ông nhá. Hôm nay 30 tháng 4 nếu như 30 tháng 4 chỉ là ngày của Việt Nam mà. Nếu như mà ở Việt Nam thì lại rất đông. Là ngày lễ Việt Nam mà. Ờ đúng rồi. Sorry anh em. Mùng 1 tháng 5 mới ở đây nghỉ này. Nhưng mà hôm nay thứ bảy mà. Hôm nay chủ nhật chứ. Thế này. Cái chai mà BBL anh bảo là gì? Đấy.
Đâu 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 chai này á? Chai này anh. Chai màu xanh lá cây ấy. Đây á, đây á. À chai này á. Anh cho cái này cho. Mùi này dịu nhỉ. Em ngửi nó gọi là perfect luôn. Giang béo mới húp một quả mới húp một quả Gucci rồi. Thank you. Để lúc nhá, để lúc nữa. You have cái gì nhở, cái nước hoa gì mà Chanel Sport đúng không? Chanel Sport. No, no. Không có. Ê, anh trả cho nó, đỡ phải cầm. Đâu, cái này người ta cho mình luôn mà. Không. Nói chung là bọn tôi đi lang thang mỗi thứ thử một tí các ông ạ. Anh em mình đi chơi bê trên chưa nhỉ? Gio à? Gio à? Chai này thơm hơn. Đấy, chai này thì chai này, sẽ thơm chai này em dùng một lần rồi. Gio. Chai này mình dùng một lần, dùng một lửa thì có thằng em nó xin cái là cho. Chai này thì hơi đắt lắm, thằng đen rồi. Bao tiền chai này nhỉ? Anh em nó chai nó có giá này không, chai màu trắng, màu trắng khác ấy. Không, màu nó đen đây. Đó. đừng chơi xem một đen bao tiền nó rơi vào không. Oh, sorry, hello. À đâu, anh bỏ chai này đi. Em bỏ chai này nhé. Chai này bao tiền, chai này đúng không? How much? Không. How much đấy à, giá đấy đấy. 108.000 là bao? 6 triệu à? À đâu? 6 triệu. À đâu? 600 chứ nhỉ? 600.000 á? 108.000 là bao nhiêu nhỉ? Là 600. 108 là 108 đô. 108 đô. 2 triệu. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Thank you. Nhưng mà anh bảo là nếu mà mua nước hoa ấy thì này không nên mua ở dưới nước như này. Đúng rồi. Pháp. Anh đi, anh gặp khách tay một là chủ nước ngoài đấy luôn. Thế ra mua đấy nó chuẩn hơn. Đi trên này đi anh đi. Đây là khu riêng rồi. Đây là cái khu này là cái khu đồ lót. Sao béo cầm cái này, nó thơm như này. Anh đang có một chai này, mới tinh luôn. Anh chưa dùng gì. Đi nữa, sớm mà. Anh em có này, anh nhớ bên ra. Anh em đang vào, đang ngắm xem tí ăn quán gì không ạ? Đang ngắm xem ăn món gì ở đây. Trung tâm thương mại ngắm một ghế xem mà ăn. Đây là quán Ringer Hot. Coi, trà sữa coi. Cái này ở Việt Nam có nhỉ? Tôi đang đi lượm một vòng thì thấy thực ra nó không bằng Việt Nam thật. Thái này. Authentic Thái, Thái. Thái cũng hay. Đây. Đồ ăn đây. Đồ chung này, đồ tàu này. Dầm minh du. Tàu ăn nhiều dầu mỡ lắm. Cho anh em đi trung tâm thương mại qua màn ảnh nhỏ nhé. Mà màn ảnh nhỏ giữa bây giờ anh em kéo toàn TV to. Anh em đi xuống một vòng đi chứ anh em mình đi ăn hơi sớm. Chúng anh em chưa đi đâu trên cái này sao ấy. Đúng rồi. Nhưng mà đi xuống km USD. USD? How much USD? Còn tôi đang xem xe không ạ? Anh Cường đang định mua cái xe Paladine này. 82.000 82.000 đô. Gọi là 85 đô, 85.000 đi. 85.000 đô. Nó có là hơn 2 tỷ. Hơn 2 tỷ quá. Con này hơn 2 tỷ. Ui, thế con này về Việt Nam phải đắt hơn đấy. Nhưng con này cô rũ giật trọng thật. Con này máy 2.2 là 3.1. Con này nhập nguyên chiếc của tại Hàn luôn. Tại Hàn đúng không? Con đẹp mà. Này có cửa sổ trời hai vùng luôn này anh ơi. Đấy nhá, một vùng nhưng này. Nhưng mà vấn đề kia hai vùng nhá. Vấn đề kia về mình thử xem giá nó giá ở Việt Nam đúng không? Bởi vì nhà em cũng đang định cân một con 7 chỗ đây. Định thích con thích con gì nhỉ? Con gì em bảo anh nhỉ? Everest ấy.
Nhưng mà nếu mà để mà chọn thì anh khuyên nên chọn Everest hơn là con này. Đúng không? Ừ. Em thích Everest rồi. Con này được cái rộng thật. Paradise. Cửa này có phải cửa hít em ạ? Không phải cửa hít đúng không? Không phải cửa hít. Anh làm ra. Không hít. Đây là cái hàng phía đầu. Vô lăng đẹp đấy. Được cái bọn Hyundai nó có một cái là bên trong lúc nào nó cũng rộng rãi nhỉ? Ừ. Rộng rãi, thiết kế rộng rãi. Ngoài thứ hai nó nhiều option. Nhiều option. Đồ chơi đằng trước cái thứ. Mỗi tội máy là khả năng không êm bằng thôi. Đúng không? Êm bằng. Có sưởi ghế này. Có sưởi ghế mà, đủ hết luôn. Đây. Có mấy chế độ lái này. Sport Eco Smart. San Mode. Đường tuyết. Hầu như các ghế đều chỉnh điện hết nhá. Mấy ghế sau không chỉnh. Ghế này chỉnh thôi. Ghế sau không chỉnh. Đẹp đấy, nói chung là đẹp. Hơn 2 tỷ một con này đẹp. Vận hành nữa, còn vận hành nữa xem như nào. Ở đây con này hai vùng. Cửa sổ cho. Đẹp mà. Anh em tôi đi ra đây nghịch cả ô tô, các ông thấy nào. Đó, xem có ô tô theo. Ok. Con đầu đẹp hết rồi. 82.900. Đầu xe đẹp quá anh ạ. 82.900 công nhân 23 luôn. Đây là giá ở đây là 82.900. Cái mặt ca lăng là nó đẹp, nó màu đen hay. Đây là 82.900. Đủ thịt quay. Hàng dày rất hết này. Các bạn ơi. Anh em bọn tôi chuẩn bị ăn cơm không ạ? Anh Tú anh đang thích ăn cơm vịt quay. Đây này. Vịt quay luôn rồi. Đây này anh ơi. Cơm này là thịt rán giòn này. Thịt quay. Đấy, thịt quay rán giòn này. Anh làm thịt vịt quay. 3 đô. Tầm 50. Tầm 60. Đó. Nhưng mà lại cũng ngon này. Vịt quay. Đây này. Đây xà xíu này. Tôi xin giới các bạn đây xà xíu. Đây vịt quay, còn đây là thịt quay. Thịt quay. Ăn liền. Thôi em ăn xà xíu. Anh ăn xíu thế này. Xíu nhỉ? Trông cái lưỡi ấy nhỉ? Lưỡi. Anh bảo cho anh cái đấy. Còn vịt quay cũng được. Má đùi, vịt quay. Biết má đùi được không? Thay chị. Gì? Em biết tiếng Anh nhưng mà không biết người ta có biết không? Biết chứ. Đây. Sorry. Đấy. Chicken leg. Đấy, khỏi nó đây chờ bạn này bạn ấy đâu đấy em mua rồi đấy đâu anh ăn gì anh ăn xà xíu một anh Tú là lấy đây à lấy này ăn mồ hôi lấy đây này đây tôi ăn cái này thế thôi đây đúng rồi đấy hoàn anh lấy gì cho đây luôn đấy cái tấm này mà có thể tấm đấy à ok over there đây à chỗ này là mình phải mua một cái cạc xong đấy là mình sau đấy là đây người ta chỉ đưa cạc cho để chu tiền thôi anh em bọn tôi đang đi ăn trưa đây anh kiếm chỗ ngồi cho anh Cường anh em mình ra đây tìm chỗ ngồi cho béo nó xử lý đây tiền đây em có rồi đây mà trả trước à tiền rồi ôi anh coca luôn không coca nữa
4 coca đi. Coca đi. Mùa đông nhỉ anh em ơi. Ở chỗ ngồi, ra bên kia, sit down here. Thank you. Em bọn tôi chọn chỗ ngồi này. Đấy bảo à. Anh em ơi, bọn tôi ăn food court 4 cốc coca to đại choác, đại choác luôn. Nhưng mà anh cảm nhận food court ở anh cảm nhận cái yêu môn này ở bên Cam là như nào? Thế này, anh nói bất ngờ sự phát triển của Campuchia. Nó xịn hơn đúng không? Xịn hơn tưởng tượng anh. Nhưng mà trong Đông Nam Á anh nghĩ đương nhiên là không bằng Việt Nam được, nhưng mà nó hơn nhiều nước ấy nhỉ? Hơn. Nếu mà tưởng tượng anh nghĩ là nó phát triển hơn tưởng tượng của anh. Nói chung là từ lúc anh sang đây anh nói thật anh chưa thoải mái chưa rồi. chưa thấy chê đó là được cái điểm gì ở đây. Em nói anh nhá, nếu mà nói về sân bóng mà nó sắp xếp cho các đội bóng như thế là hơn Việt Nam. Hơn rồi, hôm qua anh vừa viết bài hơn luôn đấy. Anh vừa viết một bài là kiểu như là gọi là điểm cộng của Campuchia. Vì là chưa thấy sân bãi mọi tập luyện mọi thứ là anh mà hơn Việt Nam, nhưng vấn đề là anh nghĩ là nó tốt và trông tốt mà nhá. Nhưng mà không hiểu sao bóng đá Campuchia vẫn chưa phát triển. Tính ra cái chi phí mà bỏ ra vừa không rẻ đâu. Đắt đấy. Đắt gì à? À, bọn tôi đi ăn xong bọn tôi sẽ chuẩn bị đi về xem đội tuyển thi đấu. Bây giờ bọn tôi sẽ đi làm các ông ạ. Xa xíu đó. Đây là bát đĩa cơm vịt quay của anh Tú này. Đây là cơm này là cơm thịt nướng, thịt quay. Thịt quay, cơm thịt quay. Đó. Anh ăn đi xem mà ngon không? Đây đĩa, dĩa, đũa, anh ăn đũa đi. Phết đấy không ạ? Trông cũng cửa cuốn đấy chứ, có cả nước chấm anh kìa. Bóc ra bóc lõng dễ. Đấy. Đâu. Đâu có bị chảy ra, nó không cho. Sao cơm bọn anh lại có canh? À, cơm nào có canh nhỉ? Đây à, xa xíu của anh đây à? Ừ. Trông không giống như ảnh anh em ạ. À. Ảnh một kiểu, còn đây là một kiểu. Nhưng anh quán nó, anh nghe nó. Đây anh em. Được á. Anh vậy rồi, ăn rồi. Anh vừa đi thêm mua thêm một con, à đây. Để sang bên cạnh anh ngồi đấy. Anh ơi. Có điện thoại vội suốt. Có điện cho chị tập cập nhật tình hình suốt. Chị nhá, chị Dương Hương nhá. Nếu mà chị xem được cái clip này thì em mới thấy thật với chị, anh Mập Bánh rất yêu chị luôn. Mỗi ngày anh gọi điện để cập nhật tình hình chiến sự luôn. Thật, em không gọi điện nhiều thế đâu. Anh thưởng thức đi xem mà cái lưỡi lợn à, lưỡi vịt của anh có ngon không? Đây là đĩa lưỡi đấy. Ừ. Đúng không? Ăn cái này thì nó chưa gọi cho nó dẻo. Được rồi, anh ăn đi. Chị đang xem ấy. À, chị đang xem ấy. Xin chào em yêu. Anh ăn đây xem có ngon không? Đấy, anh em bọn tôi mặc áo đội tuyển Việt Nam đi khắp nơi các ông ạ. Anh em có người món nhỉ? Có người món luôn. Có món anh ngon không? Được không? Đây. Anh thử cho xin ngon đấy.
Ngon, ngon đấy. Bao nhiêu tiền một bát nhở? Nếu mà tính tiền Việt 60 nghìn nữa nhở? Bữa cơm đó ăn khô rồi ạ. Cơm hơi khô à? Tổng là 66,4. Là cả nước. Tất cả, vâng, cả nước. 64 đô hay là gì? Việt. Ria. Đó thế á? Thế tính là bao nhiêu tiền một đĩa tiền Việt? Anh 4 đĩa cơm, 4 cốc nước mà 66 nghìn tiền Việt thì... Thế là rẻ quá à? Tầm 400 nghìn tiền Việt. À. Đúng không? 300. Ngon không anh? Rồi. Hả? Tôi là người... 379 nghìn. Dạ. 70 nghìn quá. Ăn để cảm nhận mà. Thật ra với tôi đồ Việt Nam là đồ ngon nhất. Rõ ràng. À, rồi thế em phải ăn á. Tôi đồ vật lấu là đồ ăn. Tại Việt Nam thì đương nhiên là như thế. Nhưng ở nước ngoài tôi nghĩ là đồ anh Cường là đồ ngon nhất. Đúng á. Đồ anh Cường nấu là đồ ngon nhất. Cho anh ăn được ấy. Được anh ạ. Cái mùi lòng của tôi ăn cảm giác có vẻ hơi thối thối. Thôi rồi á. Bạn ạ, anh đi chọn món mấy? Tôi thích kiểu street food. Ăn uống trải nghiệm nhưng mà food court. Cảm giác khi ăn miếng lòng này tôi thấy nó có gì đó nó hơi giống nhà vệ sinh. Cũng được. Với một người mà mũi điếc như tôi thì không sao. Lúc mất vị, lúc này, chắc là tôi bị hậu Covid. Không sao các bạn ạ, nên thử. Đây. Đây là món lòng mà cảm giác ăn vào. À, lấy lòng á? Đây là lòng đây. Đây là gọi là lòng thân yếu à? Nõi đuôi. Nõi đuôi, nõi đuôi. Cái nơi mà chứa rất nhiều cái bộ phận nhạy cảm của con lợn. Nhưng mà thực ra em thử không? Thế là thực ra thế thì em chưa ăn thử món bịa rồi. Ôi, cảm giác ăn món bịa đấy. Anh em chưa vào mua trôi đến cổ rồi. Mà dù là hơi thối đi thôi. Thôi bọn tôi ăn này không nhá. Tạm thời thế đã. Thôi vào bên trong làm đi. Có điều rất đáng buồn các bạn ạ. Tôi quên mất cái chân máy ở trên xe. Rồi cứ vào đi, em sẽ nhắn tin lúc nào. Grab. Và cho vào trong bên trong ấy. Cho vào cái bình nước bên trong ấy. Tôi quên cái chân máy ở trên xe Grab. Bây giờ đang liên hệ để lấy lại. Khả năng mất anh em ạ, hơi đáng tiếc. Đang ở sân Prino. Thấy cổ động viên Việt Nam thấy các thứ rồi nhưng mà đang mất cái chân máy, đâm ra là thật sự với các bạn là đang không có hứng để làm. Khá là buồn. Thôi đi vào đi. In this for out. Okay. Quay cũng làm lộn. Chắc bên kia ấy nhỉ? Bên này là à, bên này là kia là KDA. Đó biết họ báo bên nào, chắc bên kia chứ. Nghĩ chắc phải sang bên kia. Đi ra bên này. Đang béo. Đây là vào gì toilet à? Toilet đây. Chỗ chật lắm, chỗ kiểu như là dành bé chụp ảnh thôi. Anh ấy là báo bên kia. Rồi, thằng đấy rồi.
May vãi trưởng luôn anh em ạ. Giang Béo đã lấy lại cho tôi quả chân máy rồi đây. Chân máy đây nhá. Đây, Giang Béo kể lại hành trình lấy đây thế nào. Đây, đầu tiên thì cũng như bình thường thôi, là mình gọi lên đầu tiên là anh test, anh ấy chọn cái support bằng điện thoại, tại vì email thì nó lâu, nhưng mà điện thoại viên người ta không biết tiếng Anh, kiểu không biết sõi ấy, nên là nhiều khi mình đánh vần người ta toàn nhập sai, xong người ta bảo là không có rồi mà không giải thích cái nào được. Thế là tự nhiên một lúc đang đọc mã cho người ta check, người ta bảo please wait, xong mình bảo mình đang đọc lại bảo please wait, xong một lúc sau nghe một giọng em chó anh ạ. Tức là Grab Campuchia đã điều động cho bọn tôi một quả điện thoại viên biết nói tiếng Việt, nói sõi luôn, mà cảm giác như người Việt ấy. Thế là lúc đấy là cũng gấp quá rồi, nên là tôi bảo anh ấy là anh bây giờ anh chỉ cần cho em số điện thoại của cái người lái xe thôi, tại vì lúc đấy là anh ấy check ra được cái chuyến đi của mình rồi, anh ấy biết rồi, thế là để em một em tự xử lý cho nó nhanh. Nhưng mà bên Grab họ bảo là chính sách của bọn em là bảo mật thông tin nên là không thể cho luôn được, mà anh ấy bảo là bây giờ em sẽ gọi điện với người tài xế đấy check trước để xem là cái người tài xế đấy người ta có tìm được cái chân máy của anh Tết không. Thế là một lúc sau gọi lại thì bảo là ông tài xế đấy ông ấy tìm được chân máy rồi, thì người ta cho mình số điện thoại, xong mình gọi luôn. Thế ông bảo 30 phút ông ấy quay lại đây thì mừng rồi, nhưng mà thật sự là xe vận động này nó đông, mà ra mà 1 tỷ ô tô phải dò từng cái biển số một, may thế cũng tìm thấy ông chú đang ngồi hút thuốc. Thế là tặng 20.000, thế là không phải tặng mà là ý là bắt buộc là phải cho tiền, anh hiểu không? Làm sao mà không cho tiền được. Thế là em thì em hỏi bao nhiêu thì ông bảo là tùy bạn cho bao nhiêu tôi cũng nhận. Thế là đầu em cho 10.000, 10.000 ria thì có 60.000 Việt Nam, thế này thì ngại lắm. Ông ấy cũng có thông tin khách hàng mà ngại lắm, mà 50.000 thì lại thành 300.000 lại to quá, thôi cho 20.000 hợp lý, 120.000 quá rẻ cho một cái chân máy như này. Đấy, và cuối cùng thì thành quả đây đã được để đây và sẵn sàng cho trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam rồi anh em ạ. Rất may, nói chung là cô vẫn thương, hy vọng là chúng ta sẽ được chứng kiến một trận Việt Nam sẽ tỏa sáng. Ôi không sao, cẩn tắc vô ai nấy, hy vọng rằng đây sẽ là cái kinh nghiệm để lúc nào mình phải để ý hơn. Vì thực ra ấy, lúc đấy là xuống xe là mình thanh toán tiền, mình là người thanh toán tiền cho anh em, thì nghĩ là anh em cầm hộ hết rồi. Thì lúc mà mình mải đi vào sân xem như nào thì mình sực nhớ ra là quên mất cái chân máy, không thấy chân máy đâu. Thế là mới quay ra đi tìm anh em ạ. Đấy, ok, không sao. Chúng ta sẽ cùng xem một chút trận đấu ở Thái Lan nha anh em nhé. Sau đó thì mình sẽ up cái vlog để mình tập trung làm việc. Bởi vì cái giải đấu này là bọn mình được phép tác nghiệp quay trong trận, nên là mình sẽ cố gắng tập trung. Mình chỉ gửi đến bạn một chút những hình ảnh không khí của cái trận Thái Lan cả Singapore thôi. Không phải trận đấu đang diễn ra 6-7 rồi, và tỷ số đang là 3-1 nghiêng với Thái Lan. Đấy, không khí thì các bạn chút nữa mình sẽ lên khán đài, mình sẽ quay các bạn một chút khi mà cổ động viên Việt Nam đến đây là khá là đông rồi. Và sẽ để xem không khí trước trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ diễn ra như nào anh em nhá. Bây giờ thì chúng tôi sẽ lên khán đài một chút để xem là không khí của các cầu thủ của đội tuyển của các fan hâm mộ của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U22 Việt Nam như thế nào các bạn nhá. Đây, khán đài đây. Tôi sẽ phải lên khán đài một chút xem là không khí nó diễn ra như thế nào. Thank you. Đây, không khí đây. Đây là khu vực khán đài B. Đây này, sân này các bạn này. Họ đang chỉnh sửa lại bởi vì mặt sân đang bị cầy xới lên sau sau trận đấu đầu tiên, nên là các nhân viên chăm sóc mặt sân họ đang nỗ lực để đảm bảo mặt sân nó tốt lại. Chúng ta cùng đi ra xem là các cổ động viên Việt Nam bên này như nào anh em nhé. Thế bên này có khá nhiều các cổ động viên Việt Nam. Đấy, em di chuyển nào. Cổ động viên Việt Nam, mình sẽ cố gắng. Đi ra đây xem có cổ động viên Việt Nam nào. Họ đã đến đây để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam à, đúng rồi. Chúng ta cùng tìm xem có một chút không khí ở đây.
khi mà các có cả cổ động viên Thái Lan cũng ở đây luôn hả? Người Thái Lan ở đây. Bình tĩnh thế nào. Đang tìm cổ động viên Thái Lan đây này. À, cổ động viên Việt Nam đây này. Đây cổ động viên Thái Lan đây. Xin chào Việt Nam. Ok. Đây có cổ động viên Việt Nam rồi. Tôi đang tìm thôi. Đây có cả cổ động viên Thái Lan, cả cổ động viên Việt Nam luôn này. Họ ngồi lẫn vào với nhau. Hay chú luôn. Đi ra bên này đi. Đồng đấy. Đây là khu vực này, là khu vực của cổ động viên Việt Nam đây. Đây rồi, không khí cổ động viên Việt Nam đang đứng ở đây khá đông. Dưới sân thì các trợ lý đang chuẩn bị ra để sắp bắc cơ rồi. Có lẽ mình sẽ đứng ở đây dẫn hiện trường một chút. Bên này bí bên kia rồi. Ở bên này chưa anh? Cầu thủ Việt Nam ra đây rồi. Đó, và bên này là cổ động viên của Việt Nam đang vẫy tay chào các cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam. Rất tuyệt vời. Action nghĩa gì không? Như vậy là đội tuyển U22 đã thắng 2-0 rồi các bạn ạ. Hiện tại tâm trạng tôi đang nói chung là nó đang có hai chiều hướng. Vui khi có 3 điểm, nhưng mà nó cũng lo lắng khi mà nó chật vật quá không ạ. Chật vật. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải thêm tí mắm tí muối vào những trận đấu tiếp theo nó mới cảm thấy nó bớt nhạt được. Mấy hôm nay trận đấu, cuối trận đấu cổ động viên ra về nhiều lắm luôn. Bây giờ thì tôi đang trong họp báo rồi. Đang chuẩn bị cho đến phần trả lời họp báo của ông Philippe Chujie. Phóng viên thì che hết. Phóng viên che hết lối vào của huấn luyện viên Philippe Chujie. Ơ, Malai không tham gia hay sao anh ạ? Thấy không có cờ Malai treo. Thế luôn. Ơ, thấy không có cờ Malai treo ở cái trên khán đài B luôn. Thật mà. Chưa treo thôi. Ơ kìa. Nó không treo làm sao có chuyện chưa treo được. Cái trận của Việt Nam. Nhưng mà chưa sang không đều thì chưa treo, nó hơi vô duyên. Ở khán đài B làm gì treo mà. Nó có 4 đội treo. Đóng Đông Á. Hả? Đóng Đông Á. Hôm nay còn mất điện. Mất điện cột đèn. Dâu dân Phú Thọ. Dân Phú Thọ chẳng mất điện cột đèn. Chẳng mất điện cột đèn. Thực sự là tôi nghĩ là ông huấn luyện viên của Việt Nam là ông Philippe Chujie cũng có cái kỳ SEA Games đáng nhớ đấy. Lần đầu tiên tham dự một kỳ SEA Games đáng nhớ. Thế nhá anh em. Tôi mệt quá, tôi đứng. Có biện sư biết sao phải đứng không? Vì cái khu vực đứng cho các phóng viên ấy nó bé dã man luôn, bé tí xíu, phòng họp báo cũng bé luôn. Anh em tôi đứng nhau tình cảm, tự nhiên tôi lại thân với cả Trần Khánh bên Bắc Thể Thao. Đấy, anh em nhìn đường vào này, nhìn này, đường vào này, rất expect luôn này, rất respect luôn này. Đừng có tin anh chơi bằng giá. Tụ. Bỏ lên bàn. Đặt lên bàn. Nhờ cao anh nhỉ?